Chào các con! Ở bài giảng ngày hôm trước thì chúng ta đã được tìm hiểu về công thức tính chu vi đường tròn cũng như là độ dài của cung tròn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về diện tích hình tròn cũng như là hình quạt tròn. Đầu tiên thì chúng ta nói về công thức tính diện tích hình tròn. Ở lớp 5 thực ra thì chúng ta đã được học công thức này rồi. Một cách tổng quát chúng ta sẽ có: đây là đường tròn tâm O bán kính R thì diện tích S của nó sẽ được tính theo công thức là S bằng pi nhân R bình. Ở tiểu học thì chúng ta không gọi trực tiếp là số pi mà chúng ta thay bằng số xấp xỉ là 3,14. Khi lên tới lớp 9 thì chúng ta sẽ gọi là số pi. Bởi vì lúc này thì chúng ta đã được làm quen với pi rồi. Cô nhắc lại là S sẽ bằng pi R bình. Ta cũng hoàn toàn có thể biến đổi S bằng pi D bình trên 4. Áp dụng công thức đó thì các con hãy làm ví dụ sau. Tính diện tích hình tròn đường kính 10 cm. Bài này thì chúng ta có thể thay trực tiếp luôn, hoặc là có thể tính bán kính hình tròn này. Nó sẽ bằng đường kính chia 2 và bằng 5. Sau đó thì chúng ta thay vào công thức thì kết quả sẽ là 25 pi cm vuông. Ví dụ thứ hai, tính diện tích hình tròn nội tiếp và hình tròn ngoại tiếp của hình vuông có cạnh là 2 cm. Đầu tiên thì cô sẽ vẽ hình vuông này. Sau đó thì chúng ta thấy hình tròn nội tiếp hình vuông sẽ là hình này. Chúng ta kẻ một đường vuông góc từ tâm xuống cạnh. Sau đó thì chúng ta vẽ đường tròn. Từ đây chúng ta sẽ thấy ngay là gì? Bán kính của hình tròn nội tiếp hình vuông này sẽ bằng một nửa cạnh của hình vuông. Vậy thì chúng ta sẽ tính được bán kính hình tròn nội tiếp là 2 chia 2 bằng 1 cm. Sau đó thì chúng ta áp dụng công thức và tính được diện tích của hình tròn nội tiếp hình vuông là pi nhân 1 bình và bằng pi cm vuông. Tiếp theo chúng ta vẽ hình tròn ngoại tiếp hình vuông. Ta thấy rằng đây chính là bán kính của hình tròn đó. Chúng ta vẽ hình tròn này. Trước hết thì chúng ta sẽ phải tính R lớn. Ở đây chúng ta sẽ thấy tam giác này là tam giác vuông cân. Vậy thì R sẽ bằng căn 2 cm. Sau đó thì chúng ta thay vào công thức và tính được diện tích của hình tròn ngoại tiếp hình vuông là 2 pi cm vuông. Tiếp theo ta sẽ sang công thức tính diện tích hình quạt tròn. Vậy hình quạt tròn là gì? Các con hãy nhìn vào hình vẽ sau. Đây là hình tròn tâm O bán kính R. Cô lấy hai điểm AB nằm trên đường tròn. Khi đó, hình quạt tròn OAB tâm O bán kính R cung n độ chính là hình được tô màu đậm hơn ở đây. Đây chính là hình quạt tròn OAB tâm O bán kính R cung n độ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xây dựng công thức để tính diện tích hình quạt tròn này. Đầu tiên thì ta đã biết là cả một hình tròn, tức là 360 độ, có diện tích là pi r bình phương. Vậy thì hình quạt tròn có bán kính r cung 1 độ sẽ có diện tích là diện tích này chia cho 360 độ, tức là bằng pi r bình trên 360. Từ đó suy ra rằng hình quạt tròn bán kính r cung n độ sẽ có diện tích là pi r bình n trên 360. Và đây chính là công thức tính diện tích hình quạt tròn bán kính R cung n độ. Ta lại thấy rằng là gì? Hoàn toàn có thể biến đổi công thức trên thành pi Rn trên 180 nhân với R trên 2. Mà lại có công thức pi Rn trên 180 chính là độ dài L của cung n độ. Vậy thì từ đó chúng ta suy ra diện tích của hình quạt tròn cũng có thể được tính bằng công thức L nhân R chia cho 2. Tóm lại, chúng ta có hai công thức để có thể tính được diện tích của hình quạt tròn là pi R bình N trên 360 hoặc là L R trên 2. Áp dụng công thức này thì các con hãy tính cho cô diện tích của hình quạt tròn có bán kính 2 cm, số đo cung là 18 độ. Rất đơn giản thôi, chúng ta hoàn toàn áp dụng công thức này. Chúng ta sẽ áp dụng công thức này để suy ra được diện tích quạt tròn bằng pi nhân 2 bình phương nhân 18 rồi chia cho 360. Kết quả là pi chia cho 5 cm vuông. Với công thức này thì chúng ta sẽ hoàn toàn có thể tính được diện tích của hình quạt tròn khi biết bán kính và độ dài cung, hoặc cũng có thể tính được độ dài cung khi mà biết diện tích và bán kính, vân vân. Như vậy bài giảng ngày hôm nay cô đã giới thiệu tới các con những công thức để có thể tính được diện tích hình tròn cũng như là hình quạt tròn. Ở bài giảng tiếp theo chúng ta sẽ sang chương mới tìm hiểu về hình học không gian. Hẹn gặp lại các con trong bài giảng tiếp theo.